Linh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Con gái lại đây với mẹ. Con chào ngoại ạ. Ngoại chào con. Ngoại nhận được bánh Omeli chưa ạ? Omeli đây nha. Cho những gắn kết yêu thương, cho những mong ước bình an, cho những chia sẻ đầm ấm, cho hạnh phúc đoàn viên. Tết này, nhà bạn đã có Omeli chưa?